Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Bóc Bóng 7 Review. Hôm nay mình xin giới thiệu cả nhà bộ phim Độc Giới, với sự tham gia của tài tử Cổ Thiên Lạc và Lưu Thanh Vân, kể về cuộc sống trụy lạc với Mai Thúy của Hồng Kông những năm 80, một thế giới bị bao phủ bởi tệ nạn, nhưng đã có một người đàn ông vượt qua được cám dỗ mà hoàn lương, trở thành người thành công có tiếng nói trong cả hai giới hắc bạch. Mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Người đàn ông này có biệt danh là Hoa Lưu Manh, bấy giờ ông đã có địa vị trong xã hội và được mọi người kính nể. Thế nhưng quá khứ của ông có lẽ ít ai biết được rằng nó đã từng trụy lạc đến như thế nào. Trước kia ông từng là một tên lưu manh có tiếng, với hai người đàn em đó là Mèo Con và Kèn Đồng. Một tên đến dò la liền bị đàn em Hoa Lưu Manh bắt được, anh ta trùm khăn lên mặt hắn rồi cứ nhéo đến tím cả mũi. Suốt ngày cứ giữ địa bàn mà bị nhiều băng nhóm khác đuổi đánh, nhưng anh ta rất thông minh đã giấu vũ khí ở khắp mọi nơi, cứ chạy thật nhanh đến đó mà rút ra chém lộn với các băng nhóm khác, rồi còn trả đũa bằng cách đợi bọn chúng đi cầu, thì đốt lửa bỏ trên con thuyền giấy cho nó trôi qua mông của bọn chúng khà khà. Từ đó nổi danh khắp Vân Sơn với tên Thập Tam Thái Bảo. Nào là bẻ khóa trộm xe, bị cảnh sát bắt, thì giở cho thả con tép bắt con tôm để lén trộm được sợi dây chuyền của tên cảnh sát mà hắn thì không hề hay biết. Một buổi tối nọ, Hoa Lưu Manh đi ăn cùng đàn em, như mọi khi thì cả nhóm tính ăn quỵt rồi cò chạy, nhưng bị con gái của chủ tiệm tên là Khả Như phát hiện và đuổi theo. Cô gái không hề sợ sệt mà rất can đảm dám đứng lên chống lại ba người đàn ông. Hoa Lưu Manh cũng chính là cái tên do cô gái gọi anh ta nên anh lấy làm biệt danh của mình. Từ đó, không ngờ rằng đôi bạn trẻ đó đã nảy sinh tình cảm với nhau kể từ lần gặp gỡ ấy. Hoa Lưu Manh còn đi trôm hoa ở nghĩa trang để gói thành bó tặng cho Khả Như, rồi lấy sợi dây chuyền ăn trộm được đeo cho cô gái. Một thời gian sau, cả hai đã kết hôn trở thành vợ chồng. Với danh tiếng trong giang hồ của mình, Hoa Lưu Manh được ông chủ thành trại nhận vào làm việc canh gác cho tụ điểm hút chích nha phiến. Người dân thành trại Cửu Long này bị lôi kéo trở thành các con nghiện, hàng ngày không chịu làm việc hay có tiền là liền lao tới để mua nha phiến được gói bằng giấy thành các gói nhỏ mà bán. Anh chàng đẹp trai da đen này tên là Ha Lai, anh ta là cấp dưới trực tiếp của nhóm ông chủ thành trại. Cảnh sát thì cũng ngó lơ cho bọn chúng buôn bán, mỗi tháng đều tới lấy tiền bảo kê định kỳ. Bấy giờ có một tên dám đem hàng ở ngoài vào trong tụ điểm sử dụng, và bị đàn em của Ha Lai phát hiện. Sau khi đánh cho một trận thì hắn ta khai mua hàng từ Vân Sơn, sau đó chúng bắt anh ta phải hít hết 10 gói nha phiến thì mới tha cho đi. Nhưng anh ta không dám hít nhiều như vậy nên tính bỏ trốn, cuối cùng bị bọn chúng bắt lại. Ha Lai đập cho hắn một trận như tử để chút giận, và sau đó giao nộp cho cảnh sát xử lý dùm. Ha Lai liền tiến tới chỗ của Hoa Lưu Manh, mà tra hỏi xem anh ta có biết hàng đó ai tuồn vào hay không. Nhưng Hoa Lưu Manh đáp không biết gì cả. Mèo Con thấy vậy tính xông ra nhưng Hoa Lưu Manh nháy mắt ra dấu cho Mèo Con đi báo cho Kèn Đồng biết. Thì ra số hàng đó từ Vân Sơn đó do chính nhóm của Hoa Lưu Manh bán cho mọi người để mong kiếm được số tiền lớn, sống cuộc sống sung túc. Do hàng ngày tiếp xúc với nha phiến nên cuối cùng anh cũng đã bị nghiện. Một hôm lên cơn thèm thuốc phải vô nhà vệ sinh trích thì bị Khả Như phát hiện. Anh tiếp tục nói dối rằng đang cai nghiện từ từ rồi để cô không phải buồn bã. Rồi anh nói Khả Như, hãy ra ngoài đi làm để đỡ buồn chán hơn là ở nhà một mình. Thế là cô ra quán bar làm việc, và gặp được thanh tra cao cấp của ngành cảnh sát rất yêu mến cô. Phía bên này, Hoa Lưu Manh bị Ha Lai kêu lên xe đi với anh ta một vòng. Trên xe hắn gạ hỏi tiếp về vụ nha phiến bên Sơn nhưng Hoa Lưu Manh tiếp tục chối. Thế là Ha Lai liền bảo vậy thì đi bắt người cũng anh ta thôi. Cảnh sát cũng hỗ trợ cho tên Ha Lai này, nhanh chóng bọn họ đã bắt được hai tên chuyên cung cấp hàng bên ngoài vào địa bàn của Ha Lai. Đến người thứ ba thì chính là Kèn Đồng đang đứng đó, anh ta giật mình lập tức bỏ chạy nhưng bị bắt lại. May mà anh kịp thời nuốt ba bịch nha phiến vào trong bụng để không bị mất hàng. Cả ba người sau đó bị bắt, và dùng kìm tra tấn bắt khai ra ai là chủ mưu đứng phía sau. Thấy không chịu khai ra liền dùng thuốc nổ gắn vào ngón chân để ép bọn họ. Đến lượt Kèn Đồng thì anh cũng kín miệng để bảo vệ cho Hoa Lưu Manh đến cùng. Liền bị bọn chúng dùng kim tiêm thuốc vào người anh ta. Hoa Lưu Manh thấy Kèn Đồng chịu sắp hết nổi liền giả bộ lao tới vừa đánh vừa chửi, để Ha Lai không tra khảo tiếp. Cuối cùng một người đứng ra chịu phạt hít 10 gói thuốc của Ha Lai, và được hắn ta tha cho. Sau khi bọn họ rời đi, Hoa Lưu Manh lập tức dẫn Kèn Đồng về nhà và mua sữa đã hết hạn cho anh ta uống, để tiêu chảy mà ý cho ra ba bịch thuốc Kèn Đồng đã nuốt lúc nãy. Không may, vợ của Hoa Lưu Manh cũng trở về ngay lúc đó, mặc dù bị Mèo Con cản đường nhưng chị ta càng nghi ngờ chồng mình vẫn chưa chịu cai nghiện, mà còn đang chơi thuốc nên đi thẳng lên trên nhà. Đến nơi, cô hất đổ mấy bình sữa hư làm Hoa Lưu Manh nghe thấy, anh vội vàng ra mở cửa và không cho vợ mình vào trong. Mèo Con nhanh tay đóng luôn cánh cửa cho vợ chồng đại ca, ở bên ngoài không nhìn thấy cảnh Kèn Đồng như lúc này. Khả Như giận dỗi nói rằng còn muốn cô phải làm vũ nữ bao lâu nữa, nhưng Hoa Lưu Manh vô tâm không những an ủi mà còn nói rằng cô đi với những người khách hàng làm cô bị tổn thương. Cô bực tức mà tát Hoa Lưu Manh nhưng bị anh tát lại ngay lập tức. Anh chẳng nhận ra mình sai nên sau đó đã đứng im cho Khả Như đánh để chút giận. Rồi cô ngồi khuỵu xuống bật khóc, còn Hoa Lưu Manh thì như bất lực không biết phải làm sao vì anh chỉ muốn kiếm tiền, cho hai người có cuộc sống khá hơn. Anh tính tiến đến an ủi nhưng Khả Như đã buồn bã bỏ đi trước.
mèo con ngồi bên trong cũng buồn thay cho anh chị mình. Ken Đông thì cuối cùng cũng nghĩ ra ba gói hàng. Quay lại phía Ha Lai, anh báo cáo tình hình điều tra vụ buôn thuốc bên ngoài cho mấy ông chú Bắc rằng, còn một người đứng sau chưa điều tra ra, liền bị họ la mắng anh. Tức giận anh bảo đàn em đi xử lý mấy anh em hoa lưu manh. Thế là hai người bị vây chém trong thành trại, mèo con đang cắt tóc cũng may nhìn thấy trong gương nên né được. Hoa lưu manh thì dùng bình xăng chống đỡ, trong khi mèo con giỏi võ đã hạ được hai tên rồi bỏ chạy trốn. Hoa lưu manh thì ca may như vậy, anh bị chém bị thương bàn tay, và bị dồn vào đường cùng gặp phải Ha Lai đang ngồi ăn hủ tiếu. Bỗng dưng lúc đó, tên Ha Lai đi tới ra dấu cho đàn em rút lui, rồi đưa cuốn truyện tranh cho Hoa lưu manh rồi nói hãy chạy trốn đi, mấy chú bác đã ra lệnh xử lý các người đó. Anh đi về nhà thì gặp cảnh sát đang tra hỏi Kèn Đồng bị chém trọng thương đầy người. Thế là anh liền cắm đầu chạy một mạch ra khỏi thành trại. Anh đi đến quán ba nơi Khả Như làm việc, thì gặp bọn cảnh sát, hắn thấy tay anh bị thương liền tra hỏi nhưng anh không nói, liền bị hắn còng tay vào trong rào sắt bên đường. Mèo con đi tới cũng giả vờ không quen mà nhanh chóng lướt qua. Không lâu sau, vợ của Hoa lưu manh bước ra bên cạnh thanh tra cấp cao. Biết anh ta là chồng của Khả Như, bị còng không có lý do nên kêu cấp dưới mở khóa cho Hoa lưu manh. Anh liền tiến tới hỏi Khả Như mượn tiền, nhưng cô không có đủ, thế là tên thanh tra cao cấp móc tiền ra cho Khả Như mượn. Hoa lưu manh cầm lấy tiền rồi bỏ đi cùng với mèo con. Khả Như còn kêu anh ta nhớ về nhà ăn cơm cùng, cô sẽ đợi. Mèo con sau đó, tự mua bông băng mà khâu vết thương cho Hoa lưu manh. Ở bên này, Khả Như về sớm nấu đồ ăn cho chồng mình, nhưng trên tay cô lại cầm một hũ thuốc chuột. Không lâu sau đó, Hoa lưu manh đi về nhà, tìm khắp các phòng nhưng không thấy vợ mình đâu. Tiếp theo, anh đi xuống bếp, thì thấy tất cả các món anh mình thích đều được vợ nấu để trên bàn. Nhưng khi đi tới bếp nấu thì thấy bọn chuột ăn vào đều chết lăn quay. Anh với mèo con vừa ra đến cửa thì gặp cảnh sát cũng vừa tới nơi. Thế là hai người bị bọn họ truy đuổi chạy lên trên sân thượng. Hoa lưu manh chập chạm bị cảnh sát đánh tới tấp, may có mèo con lao vào giải vây cho đại ca, nhưng cuối cùng Hoa lưu manh cũng không thoát được mà bị khống chế. Bất ngờ, mèo con quay trở lại và đâm một dao vào đùi tên cảnh sát kia. Cả hai người sau đó bị bắt và phạt tù 5 năm, riêng mèo con vì hành hung cảnh sát nên ở tù lâu hơn Hoa lưu manh. Sau khi ra tù, Ken Đồng báo tin cho Hoa lưu manh biết vợ anh đã lấy chồng khác khi anh đi tù. Rồi sau đó, anh trở về quê chịu tang bố vừa mới mất. Đang lúc làm lễ thì cơn nghiệp lại ập tới, anh đi vào nhà vệ sinh để hít nha phiến thì bị mẹ và người thân phát hiện ra. Tiếp theo, anh trở về thành trại Cửu Long. Một đêm nọ ngồi tâm sự với một ông lão, ông ta nghiện ngập tới nỗi trên người không còn chỗ nào để chích nữa. Rồi ông kể về cuộc đời của mình, vì nghiện nha phiến mà sập hai tiệm vàng, gia đình mười mấy người đều tan nhà nát cửa. Hoa lưu manh nghe xong cũng ngồi buồn hẳn ra, rồi ngủ quên không hay. Đến khi tỉnh dậy thì thấy ông lão đã không còn thở nữa. Một ông chủ thành trại mới đưa vài đồng cho Hoa lưu manh, nhờ anh ta dọn dẹp sạch sẽ cái xác của ông lão. Vài ngày sau, anh vô tình gặp lại bạn cũ. Đang tính mời thuốc thì anh ta từ chối, nói rằng mình đã cai nghiện thành công và còn đang đi phát tờ rơi cho trung tâm cai nghiện gần đó. Thế là Hoa lưu manh hạ quyết tâm cai nghiện cho bằng được, hàng đêm cơn nghiện như giày vò thân xác anh, hàng trăm con côn trùng như đang gặp nhắm từng tế bào của anh. Có một lần, Ken Đông chịu hết nổi đã rủ Hoa lưu manh bỏ đi khỏi trại cai nghiện. Nhưng khi ra đến cầu thang, anh bỗng nhìn thấy một bông hoa loa kèn cài bên song cửa, anh như nhớ về Khả Như và lời hứa cai nghiện với cô ấy. Chính điều đó đã kéo anh trở lại với con đường đúng đắn mà mình đã chọn. Chẳng mấy chốc, Hoa lưu manh đã cai nghiện thành công và còn trở thành người của tổ chức giúp người khác cai nghiện. Bỗng dưng, tên Ha Lai lại xuất hiện, hắn ta bảo Hoa lưu manh lên xe và chở đi. Hai người tâm sự chuyện xưa, hắn hỏi Hoa lưu manh không tính trả thù à? Nhưng anh chỉ cười nói chuyện qua rồi thì thôi. Thế là cả hai trở thành bạn của nhau. Ha Lai còn đùa rằng hắn bán thuốc phiện còn Hoa lưu manh thì mở trại cai nghiện, đúng là hài hước mà. Rồi cuối cùng, hắn ta gửi đứa em ruột của mình vào trung tâm cai nghiện, muốn nhờ Hoa lưu manh chăm sóc, sau này thằng bé còn phụng dưỡng mẹ già và anh đã đồng ý ngay. Thì ra em trai của Ha Lai đã dính líu tới một vụ án bên ngoài, nên hắn ta mới nhờ vả Hoa lưu manh. Và ông cũng rất là uy tín đã bảo vệ cậu ta, nhờ vào điều luật không tiết lộ thông tin bệnh nhân cai nghiện, nên cảnh sát không làm được gì. Không lâu sau, ông còn giúp đỡ chú Đạt, một người chú bác trong thành trại Cửu Long. Giảm được án phạt nhờ nói tốt giúp chú ấy, để không phải ngồi tù mà chỉ bị án treo. Khiến chú Đạt rất là mừng rỡ và luôn luôn tôn trọng A Hoa. May mắn không phải ngồi tù, thế là về nhà phải ăn mừng mà nhảy đầm với người đẹp. Đang say sưa thì cảnh sát kéo đến hỏi thăm chú Đạt về hai tên đàn em của ông. Thì ra, là bọn họ đang đấu đá lẫn nhau để giành khách đi xe buýt trên cùng tuyến đường. Thế là một lần nữa phải nhờ tới Hoa lưu manh ra mặt. Sau khi nghe kể mọi chuyện đầu đuôi, bọn họ quyết định họp hội tam hoàng để giải quyết mâu thuẫn. Hai bên vẫn cãi nhau rất căng thẳng, viên cảnh sát lên tiếng, cũng bị lão đầu chọc hăm dọa trả thù khiến viên cảnh sát tức giận. Hoa lưu manh liền dẫn ông ta đi để hạ hỏa. Sau đó chính ông đã thương thảo thành công với hai bên chia nhau chạy ban ngày, và ban đêm để không đụng mặt nhau. Rồi anh còn phải nhờ chú Đạt diễn một vở tuồng trị tội lão đầu chọc, để viên cảnh sát thấy mình được tôn trọng mà nuốt cục tức xuống bụng, từ đó mới không gây khó dễ cho người trong hội dễ dàng làm ăn.
Một thời gian sau, nghe tin mèo con đã ra tù nhưng không đến tìm Hoa Lưu Manh, buộc hai người phải đi tìm ra nơi mèo con đang làm thuê. Hoa Lưu Manh móc trong túi mèo con ra thấy vài gói thuốc, thì biết anh ta vẫn còn nghiện ngập, rồi nói sẽ dẫn anh về cai nghiện. Mèo con giận dỗi nói chính anh bắt em hút, giờ cũng chính anh bắt em cai nghiện. Hoa Lưu Manh mới nói, chính vì anh làm chú bị nghiện nên giờ anh có nghĩa vụ phải giúp chú trở lại bình thường. Ở trại cai nghiện, không phải ai cũng có thể cai thuốc thành công. Cũng có những trường hợp giấu thuốc lá bị phát hiện. Nhưng cậu bé đó cũng rất nghĩa khí, dám làm dám chịu. Chỉ là không thích người bạn của Hoa Lưu Manh lén lút lục đồ anh ta. Cậu bé cũng rất tôn trọng Hoa Lưu Manh như bao anh em khác trong trại. Sau đó, anh đến thăm mèo con xem công việc ở viện dưỡng lão như thế nào. Vừa đến thì thấy cảnh ông lão đãng trí bốc phân quăng vào người của mèo con, nhưng anh ta rất bình tĩnh không hề nóng giận với ông lão. Hoa Lưu Manh cũng bị dính phân nên hai người cùng đi giặt đồ. Anh Hoa tính tìm chỗ làm khác cho mèo con nhưng anh nói rằng, đây là việc Hoa đã giới thiệu cho anh nên anh sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Một thời gian sau, Hoa trở thành người có tiếng nói trong xã hội và đặc biệt là các tổ chức cai nghiện trong nước nên đã được giấy mời qua bên Nhật Bản để thuyết giảng. Trong lúc anh đang đi dạo thì nghe thấy có người gọi cái tên Hoa Lưu Manh, tưởng rằng ảo giác nhưng khi quay lại thì anh nhận ra đó chính là vợ mình Khả Như. Hai người mừng rỡ và đi dạo trò chuyện cùng nhau. Kế đến cô dẫn Hoa tới nhà hàng sushi của chồng mình. Hoa chúc mừng cô có người chồng tuyệt vời, nhưng bất ngờ khi biết rằng ông ta đã qua đời được một năm. Rồi Khả Như dẫn Hoa lên máy bay trực thăng để đi xem núi lửa. Cô bắt đầu kể lại những chuyện khi xưa, Hoa nhận ra và nói lời xin lỗi với cô. Khả Như nghẹn ngào vì lời xin lỗi đã không nuôi cô, hay vì bắt cô làm vũ nữ mà Hoa đã từng làm. Cô trách anh vì sao không chịu tìm cô rồi cố giấu nước mắt mà bước đi. Sau đó, ông đã ngồi lại quán của Khả Như suốt một ngày nhưng không được gặp lại cô. Đến khi Khả Như đến thì chỉ còn một bông hoa lao kèn bằng giấy xếp trên bàn. Hàng ngày ông vẫn trông ngóng thư của Khả Như nhưng không có hồi âm. Nhờ uy tín của mình, mà cả hội Tam Hoàng đều rất tôn trọng Hoa và tổ chức cai nghiện của ông, nên đã quyên góp được nhiều tiền. Bỗng một tên đem túi sách vào giao cho Hoa, nghe điện thoại thì mới biết số tiền đó là của Ha Lai gửi tặng. Ha Lai thì vẫn buôn á phiện, và còn gặp một tên đại ca muốn tranh giành địa bàn với anh. Hai người vô tình gặp nhau thế là không ai nhường ai mà bước ra đấu tay đôi. Ha Lai chiếm ưu thế hơn và còn làm cho hắn ta bị đồng hồ của anh cắt một đường chảy máu. Thế là giang hồ lại thêm một phen dậy sóng, một lần nữa Hoa lại ra mặt tính hòa giải dùm hai bên, nhưng tên đại ca bị mất mặt nên muốn trả đũa trước rồi mới chịu làm hòa. Rồi Hoa tìm tới Ha Lai để mời anh ta vừa ăn mì vừa nói chuyện. Anh mang trả lại túi tiền mà Ha Lai đã quyên góp hôm trước vì viện trưởng trại cai nghiện không chịu nhận, rồi anh đề xuất với Ha Lai dùng số tiền này để bù đắp cho tên đại ca kia thì mọi chuyện êm xuôi. Nhưng Ha Lai nói rằng anh ta tự giải quyết được, vấn đề ở đây là sỉ diện chứ không phải tiền. Nói xong, Ha Lai lên xe và rời đi cùng bọn đàn em. Ngày hôm sau, trung tâm bỗng nhận được rất nhiều vật phẩm gửi từ nước Canada về, đọc thư mới biết, thì ra người bạn trong trại cai nghiện đã đề cử anh ra nước ngoài làm việc, chứ không còn ở đây nữa. Hoa tức giận tháo thẻ giáo viên mà bỏ đi. Ra sân bóng, anh kể chuyện đó cho mèo con nghe, thì mèo con hiểu ngay vấn đề và nói cho Hoa hiểu ra, chính là sự ghen tị của người bạn trong trại cai nghiện đó. Hắn ta thấy Hoa quá giỏi nên sợ một ngày nào đó, Hoa sẽ lên chức viện trưởng nên mới tìm cách đẩy ảnh đi. Hoa nói anh thật là thất bại, nhưng mèo con trả lời rằng anh còn thất bại hơn vì đã bị ung thư phổi rồi, chỉ còn sống được 3 tháng thôi. Hoa nghe thấy liền giật mình, anh lục trong cuốn sổ nói có một ông bác sĩ rất giỏi trị các bệnh ấy, nhưng mèo con ngăn lại, anh nói Hoa phải mạnh mẽ lên nếu không sẽ làm anh gục ngã theo mất. Tuy vậy nhưng nước mắt Hoa Lưu Manh vẫn chảy ra vì xúc động. Một lát sau, kèn đồng đến nơi, và thông báo mình đã được nhận làm nhân viên chính thức của đài truyền hình. Cả ba vui vẻ cùng nhau và xuống sân đá bóng cùng mọi người. Hoa ghi một bàn thắng làm cho cả ba được vui vẻ với nhau như những ngày xưa. Chuyện gì đến cũng phải đến, giang hồ luôn hiểm ác và Ha Lai cuối cùng cũng bị tai họa ập đến. Trong một lần đi chơi cùng đàn em và người tình, nhóm của Ha Lai đã bị bọn đâm thuê chém mướn chặn đường ra tay. Ha Lai cố gắng chống trả với tất cả những thứ xung quanh, nhưng cuối cùng lo mải chạy mà anh băng xuống đường bị xe tông trúng mà chết. Hoa đến hiện trường trông thấy cũng rất đau buồn cho người bạn bất đắc dĩ này của mình. Vì sâu thẳm trong thâm tâm anh ta không phải là một người xấu. 3 tháng sau, bệnh tình của mèo con đã đến giai đoạn cuối, Khả Như biết tin cũng đã về thăm cậu em. Của mèo con cũng muốn hai anh chị mình hàn gắn lại với nhau, nên cố tình báo cho Hoa biết tin. Hoa năn nỉ Khả Như cho anh cơ hội thứ hai, anh nói luôn giữ lại căn nhà đó mà không bán là để chờ cô trở về. Nhưng Khả Như trả lại chìa khóa nhà cho Hoa, ông cứ đi theo năn nỉ mãi. Cuối cùng cô bắt ông nấu lại một bàn ăn như lần trước ông không chịu về ăn. Cô kể lại rằng, lần đó đã có ý định bỏ thuốc độc để hai vợ chồng cùng tự tử với nhau. Nhưng đợi mãi không thấy Hoa về thế là cô uống thuốc độc trước. May mắn nhờ thanh tra cao cấp kia tìm đến mới phát hiện kịp thời, và đưa cô đi bệnh viện điều trị. Hoa liền nói với cô rằng anh nợ cô rất nhiều, chỉ mong kiếp này được trả phần lãi. Còn phần gốc hãy để kiếp sau anh được trả tiếp. Sau đó anh té gục xuống bàn vì ông đã uống thuốc chuột trước đó. Hoa tỉnh lại trong bệnh viện nhưng không thấy Khả Như đâu liền vội vã đi tìm,
thì ra cô đang ở bên phòng bệnh của mèo con. Cô mỉm cười ôm lấy Hoa và cả hai đã cho nhau cơ hội được làm lại từ đầu. Mèo con sau khi trò chuyện lần cuối với mọi người cũng chút hơi thở cuối cùng, mà ra đi thanh thản. Hoa sau này tiếp tục đi khắp nơi truyền tải câu chuyện của mình, đến những bạn trẻ cai nghiện, góp phần giúp ích nhiều hơn cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Phim đến đây là hết rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.